Ai coi lụa sao nữa. Bắt đầu lòng lòng rồi. Ở đây người ta đi chợ sớm. Còn cá chê. Trời ơi trời. Cân hết cá chứ sao cân hết mẹ. Đâu mua cá, đâu mua cá mà bà bán mẹ chết luôn rồi. Hoa đông lắm mà. Mấy cái chợ làng nhóm nhỏ nhỏ như nó đẹp. Ngọt bay. Không tin lũ thứ ấy được rồi. Hát mình niên nè về bực mình lâm lăng mục về làng xôi. Nè vô nôm muối á. Thôi vậy. Này bán chầu. Mấy dưỡng ấy dục mình đi ọt chạy theo mấy bực mình lâm lăng mục xôi nhờ. Chai rồi. Chai rồi gì vậy? Nó mà trận. Ồ ngày đi ngày sợ. Ngày sợ. Anh canh nâng hộp nơi này hay bàn nè. Hộp bàn. Miên chán đây. Chán. Chờ ta chạy chán đi ngoài ăn hộp ấy chứ. Nâng xây máu cùi hộp nâng mà. Lấy chán đi ai mơ ra sắp. Ất miên tực liền phóng nè. Này bánh canh. Bánh canh ta để trong bịch sẵn. Chà khoai nướng lúa đây gì?
Dạ chả khoai được nhóm bò. Ờ, ờ hay hả? Ồ, mệt. Ai có lụa sẵn. Hả? Không, không phải ra. Ăn con cằn. Hãy tên á. Tên á. Dân giống mới nè. Thôi vậy. Ba mà mày. Bánh canh. Rồi, ở đây chắc trên 90% là người Khmer. Cá chê đăng ký nhiêu con? Làm luôn hả? Đăng ký đi. Đăng ký về kho tiêu ăn không? Cá chê ngon lắm Úc. Mua cá chê để kho tiêu ngon lắm Úc. Giờ này mà vắng khách rồi nè. Được có 1 tiếng, 2 tiếng gì là khách muốn tàn nữa nè. Thằng Hú chợ bên kia nhỏ xíu, ít người quá. Lật nhô. Ừ, vậy đại bây không? Vậy đại bây mũi chai không? Bánh xếp. Chào quý nhà dì.
rồi là chạy ra ngay chùa luôn. Ở đây là làng Sóc Xuôi.